Có những người già người ta dưới quê á, tuổi trẻ thì lam lũ cực khổ, nhưng đến tuổi già thì ngồi ở nhà rất là buồn. Ngồi ở nhà rất là buồn quý vị. Nhờ nghe được Phật Pháp mà mỗi ngày biết được cái phương pháp niệm Phật, nắm được phương pháp niệm Phật. Có khi những người già ở nhà cứ là giữ cháu. Vì coi người già bây giờ ngồi ở nhà giữ cháu, rồi nấu cơm cho con cái đi làm, rồi lau nhà quét nhà ở nhà, thui thủi trong gia đình thấy buồn lắm. Nên có những người, người ta đi đến chùa, người ta có được chiếc máy nghe Pháp, người ta tặng. Khi tặng cầm nghe thì trong lòng của họ không có khó chịu bực mình. Tại vì có khi á, giữ cháo, nấu cơm, rồi lau nhà, nhưng mà trong tâm chưa thông á, thì lại có khi trách con của mình. Hồi xưa tao nuôi tụi bay từ khi còn nhỏ cho đến lớn, của cải rồi tao làm, tao để dành, tao để cho tụi bay. Bây giờ tao tới tuổi già này rồi, bây giờ phải bắt tao giữ mấy đứa nhỏ này nữa, rồi bắt tao giữ nhà, lau nhà đồ, giống như làm công cho tụi bay để ăn cơm. Làm mỗi ngày nhưng mà không có phát tâm, bực bội khó chịu. Có khi thấy tụi nó đi làm rồi ở nhà chửi cái đứa cháu nhỏ xíu á, nó không biết gì đâu, chửi nó. Nhiều khi mà thấy đứa con đi làm về, thấy nó một cái thì thôi im gu, không dám chửi nữa. Nhiều người già cũng tội nghiệp. Thì biết rằng khi người ta nghe gì đó, những cái điều đơn giản gì nè, mà có khi người ta nghe, người ta lại thấy rằng ủa sao ông thầy nói trúng ngay mình quá chẳng. Mình nghe tiếp tục nữa coi sao. Và cuối cùng mình nói thêm rằng là bà thiếu nợ con, trả chưa xong. Bây giờ mình thiếu nợ nó, mình trả chưa xong thì mình phải trả nợ tiếp tục, là trả cho con nó, giữ giùm cho nó. Rồi giữ giùm cho nó rồi xong đó, mình phải tiếp tục trả thêm cái nợ là lau nhà nữa. Có khi quý vị biết rằng nghe, giặt đồ á, cho tụi nó đi làm về, nó bắt giặt nó đó. Ừ. Rồi tới tháng á, cho 500 triệu, 1 triệu rưỡi, 2 triệu gì đó, thì bắt đầu lặn bỏ ông tôi. Vậy đó mà tới tháng mà không đưa là bực mình lắm á nghe. Rồi khi không có dám xài tường triệu hay triệu gì đó, bắt đầu là để dành từ từ đó, mà năm nó cũng có một số tiền rồi, đâu có dám xài, cứ để dành. Cái đầu tiếp tục cái mấy đứa con nói thôi mẹ có mấy chục triệu đó, thôi mẹ đưa cho con mượn đi, chứ bà có sợ gì đâu mà đưa tôi mượn đi, rồi mấy chục triệu này một tháng tôi trả lãi cho bà. Bà xài lãi mà bà còn dư cái số tiền đi thinh nè. Thì bà nghe bà thấy cũng đúng, tiền thì mình cũng không có xài, mà cắt đây làm gì, thôi đưa cho nó, tụi nó đi, nó làm ăn gì đó, nó thiếu thốn. Rồi nó đưa cho mình chút đỉnh lãi cho mình xài, vốn còn nguyên đúng không. Bắt đầu nó đưa cho nó. Ban đầu thì tháng hay tháng đầu nó còn đưa lãi. Từ từ rồi lãi mẹ, lãi con gì cũng mất tiêu. Không đưa luôn. Khi nó không đưa rồi đó, lúc đó mới sân si hỏi tại sao. Thôi tụi bay đưa cho tao tiền vốn lại đi, tao không có lấy tiền lờ đâu, đưa vốn cho tao là được rồi. Nó nói bà già mà sao bà mở miệng ra tiền không à. Đưa cho bà làm cái gì, bà có xài đâu, thôi để đi, chúng tôi đang kẹt vốn làm ăn. Cái đầu bắt đầu gầu gỉ buồn phiền, trách hờn. Quý vị biết cái cảnh này khổ lắm. Cái câu chuyện này là câu chuyện của một bà cụ mà đi lặt rau muống. Bà bán, bà đi dành tiền được 60 triệu bán rau muống quý vị. Lúc trước thì bán rau muống mà để dành tiền được 60 triệu. Cuối cùng mấy đứa con nó mượn, nói là mỗi tháng nó trả tiền lời cho xài. Năn nỉ hoài cha mẹ mà đâu có chịu nổi, con cái nó ngọt. Cuối cùng đưa cho nó. Đưa cho nó xong cuối cùng một hai tháng đầu nó trả tiền lời cho xài.
từ từ nó nghỉ đưa luôn. Thì bà cái này nỉ và nói thôi, tụi bay đưa vốn cho tao thôi, tao không cần lời gì nữa chứ. Thì cuối cùng nó nói thôi, bà không có xài tiền thì đâu đưa, bà mắc công lắm, bà làm mắc. Nó thôi mắc kệ tao, tiền của tao mà mày đưa cho tao đi chứ. Nó, thôi, giờ chúng tôi kẹt, không có đưa gì nữa chứ. Chịu thua, bực bội quá, cuối cùng đi vô chùa tu. Đi vô chùa tu, quý vị biết, thì ba tu cũng yên lắm. Thì ba thấy an phận rồi, thôi. Mình ở trong chùa mình niệm Phật cũng an phận rồi quý vị. Vậy đó. Mà đến khi mà bà trăm tuổi già bà mắc đó quý vị. Bà cụ đó bà mắc một cái là cái đầu mấy đứa con nó xuất hiện. Đúng là quan gia trái chủ nó đòi tới cùng luôn quý vị ơi. Nên phải nhớ câu nha, thiếu nợ thì trả chứ đừng có than van nghe chưa. Thiếu nợ chồng, thiếu nợ vợ, thiếu nợ con cái á. Hoặc là thiếu nợ người ta thì người ta mượn của người ta không trả, đừng có than van trả đi. Nó, bà trả nợ mà bà không có vui trong tâm, bà than van quá đó. Quý vị biết rằng là đến khi mà bà mắc á nghe, là tâm nguyện của bà là muốn trong chùa lo cho bà hết. Mà chùa mình á thì khi người già mắc là mình lo hết thôi, chứ không có kêu con cái đưa tiền bạc gì đâu. Thì người ta đến chùa rồi người ta muốn phát tâm cúng dường tam bảo gì tiền đó thôi. Thì quý vị biết rằng là đến chùa xong bắt đầu là mình đang hộ niệm vậy đó, mấy đứa con bà đâu 5-6 đứa mà nó cử được 4-5 đứa đi đến. Nó vừa đi đến cửa chùa một cái bắt đầu đi vô một cái là chưa bước vô phòng hộ niệm nha, quý vị biết rằng nó lăn lộn, nó khóc má ơi má, khóc trời, nó khóc nó la ầm sùm. Rồi xong ban hộ niệm đã chặn lại. Nó nói, thôi giờ con cái thương cha mẹ thôi, giờ bả mắc rồi. Bả có tâm nguyện trong chùa hộ niệm rồi cho bả đàng hoàng. Nên mấy cô chú vô niệm Phật cho mẹ. Thì bắt đầu những đức, chính những đức dẫn ra ngoài ngồi nói chuyện, khuyên vô niệm Phật cho mẹ đi. Xong mấy đứa nói, thầy ơi, thầy không có hiểu được tâm trạng chúng con đâu. Trong bụng mình nói sao không hiểu, bà vô đây bà ở bà nói hết trơn, tụi bay xào xạo hoài, bộ khóc lóc hoài, nước mắt cá sấu. Nên từ nơi đó thì biết rằng là nó khóc lóc, nó nói chúng con xa mẹ lâu, bây giờ mẹ mất rồi, thôi các thầy để chúng con đưa cái xác mẹ về đi. Vì biết bây giờ ngoài đời có khi làm đám ma chấp điếu cũng nhiều tiền lắm đó quý vị. Không giỡn đâu. Đám ma kinh doanh á. Làm xong cũng dư được số tiền chứ không giỡn đâu. Quý vị thấy chưa? Cái nợ còn sống trả chưa xong phải trả cái xác. Nó đem cái xác về làm đám ma cũng lờ được chút đỉnh đó quý vị. Tính toán kỹ cũng lờ đó, không giỡn đâu. Nhưng mà lờ đồng tiền này thấy chua ăn quá. Ăn đồng tiền này giống như ăn thịt bả vậy nè. Không, ghê quá ha. Nó nên từ nó đó quý vị biết rằng thì mình tùy duyên thôi. Tại giờ con cái nó đến nó nói nó phải đem cái xác mẹ về để làm đám cho anh chị em con cháu thấy mặt mà. Thấy mặt mày về chứ nó cũng khóc dữ lắm. Có khi còn mướn người khóc trả tiền nữa chứ. Nó từ nó đó quý vị biết rằng những đức bước vào trong phòng hộ niệm. Những đức mỗi ngày lo cho bà mà biết cái tâm nguyện bà. Mình nói cụ Diệu Nhân ơi, bà cả đời khổ, bây giờ đến lúc mà bà mắc rồi, trong chùa cũng muốn lo cho bà hết. Nhưng giờ con mà đến đây nó muốn đưa bà về để nó làm đám ma ở nhà. Thì bây giờ nếu mà bà mà linh thức mà chưa đi mà bà linh thiêng á, thì bà diễn màn kịch cho tụi nó thấy. Thì biết rằng không phải đơn giản đâu. Bởi vì mình ở dưới quê mình không biết, cha mẹ gần mắt mình nắm tay nắm chân mình lôi kéo. Khi mắc xong mình cũng còn nắm tay mình lôi kéo. Bởi vì Phật nói rằng là đây là hại cha mẹ. Hại. Tại vì linh thức chưa đi, đụng vào nó đau như con rùa bị lột mai vậy đó. Phần nhiều chúng ta chứ quê có biết chuyện này đâu. Nên trong kinh Phật có nói rằng là khi người thân sắp mắc phải lo niệm Phật.
mắt rồi tuyệt đối không được đụng vào, mà phải niệm Phật ít gì cũng phải 8 tiếng 12 tiếng. Còn chùa mình là niệm 24 tiếng đó nghe, lo niệm Phật không à. Còn người nào mà khóc lóc là không có cho vô cái chỗ người mắt đó, lập cái bàn thờ riêng bên ngoài cho họ niệm Phật đi, chứ vô họ khóc lóc là làm phiền cái linh thức ra đi của người ta tốt đẹp đó. Thì vì biết rằng là những đức nói với bản vị xong, những đức dẫn mấy đứa con vô thì đang nằm hộ niệm vậy đó, mình dẫn nó vô mình đi trước, nó đi sau nó núp sau lưng mình. Xong cái đến gần như đức nói làm gì núp sau lưng có gì đâu mẹ mà sợ gì. Quý vị biết rằng là con người mà nó sai quấy nó xấu rồi quý vị, là tự nhiên có tịch giật mình, quý vị sợ nghĩ rằng là chết là không sao đúng không, vô bắt đầu gình sau lưng mình, lú đầu nhìn. Mình thì trước đó mình vô mình nói với bà vậy, mới có niệm có mấy tiếng à, chưa ăn thua. Mấy bà cụ già nhiều bà phải chấp nặng lắm, không đi đâu. Vậy đó mà nó lú đầu, nó nhìn bà. Bà chết thì mắt bà cũng được nhắm, miệng cũng khép tương đối. Vậy mà nó lú đầu, nó nhìn bà là nghe là bà mở mắt ra vậy ơi. Ồ, đúng là ghê thiệt chứ. Chết rồi đó nghe, đúng là cái tâm thức của người nó mạnh lắm mấy vị ơi, không phải đơn giản đâu. Vậy mà nó lú đầu, nó nhìn bà kiểu mày sợ sợ nhìn như nó làm mở mắt ra một cái dứt thịt một phát. Lết chạy gì được nè, chạy gì vô đây á. Mẹ con mở mắt kỹ thầy. Mấy đứa làm cái gì mà bà chết mà bà gặp mấy đứa mà bà mở mắt ra đó, nó có làm gì không phải với bà không? Nó dạ đâu có đâu thầy. Nói không có gì, nhưng mà bà lúc còn sống bà có tâm nguyện ở trong chùa, được mắc trong chùa và quý thầy lo lắng hậu sự Iran như trong ngôi Tam Bảo. Bà có tâm nguyện vậy đó, nhưng mà bây giờ con cái không có chiều tâm nguyện của bà, muốn đưa về làm đám báo hiếu ở gia đình. Không biết làm sao đó mà dẫn vô mà bây giờ mắt bà mở ra cho cháu. Thôi vô ẩm bà đi về đi. Nó dạ không dám. Thôi vì biết rằng người thế gian lạ lắm mấy vị ơi, họ sợ quan tài lắm. Đây là hồi xưa gì Đức lo cho người già, Đức biết mà. Có khi không có dám là đụng quan tài. Có khi mà mình ghinh quan tài kịch liệt, mình nói chú ra đây phụ ghinh quan tài. Nó dạ con đi xa thầy ơi, không dám đụng quan tài nghe quý vị. Ngộ ghê luôn á, sợ chết trùng. Vì biết rằng nó sợ. Từ nơi đó những đức nói sơ chút xíu, nó thôi thầy ơi, thầy giúp giùm cho chúng con thôi, thầy lo giùm mẹ chúng con đi, chúng con không dám đem gì nữa đâu. Mở mắt ớn quá vậy đó nghe quý vị. Mở mắt một phát nó không dám đem về luôn, xong điện cho anh em ở nhà thôi. Tình trạng bà già này ớn quá, định đem cái xác bây giờ làm đám ma kiếm chút vốn, nhưng cuối cùng giờ bà mở mắt ra sợ quá không dám. Quý vị thấy không, không phải đơn giản đâu quý vị ơi. Nên cái người còn sống mà người ta có cái nguyện gì đó mà nếu mà lợi ích đó nghe cho người ta đó, mà người ta có cái nguyện đó đó mà quý vị mà làm ngược lại cái tâm nguyện đó là coi chừng có vấn đề á. Nên mọi người chúng ta mà lúc còn sống này nè, mình cứ thành tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi. Còn ngoài ra quý vị đừng có cái nguyện là tiền này của mẹ ba khi còn sống làm cực khổ để dành, bây giờ mai mốt mẹ ba chết đi các con dùng tiền này mua cái quan tài vậy đó nghe, quan tài này nè nghe. Rồi xong rồi còn dư nhiêu đó là trong 49 ngày làm cái gì tốt đó nghe. Rồi mời tăng ni đến cúng dường chay tăng nghe không. Có những cái nguyện này coi chừng có vấn đề với quý vị đó. Có vấn đề. Tại khi mình chết đi rồi biết đâu người ta không làm. Mà không làm thì tức khắc nó làm cô hồn, nó theo, nó bực bội, khó chịu. Nó đọa lạc.
Nên mình chỉ có một cái nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi, chứ đừng có những cái nguyện mà khi tôi chết đi làm cái gì cho tôi, tùy duyên đi. Vậy thì nó tiện lợi lắm nghe không. Nên các cụ già trong chùa mình mấy bả không có cái nguyện gì ngoài cái nguyện giảng sanh không à. Mà chỉ có niệm Phật giảng sanh, bây giờ mấy bả đâu còn tiền ten nào đâu, đâu còn tiền đâu, mà đâu có cái nguyện khác, chỉ có nguyện niệm Phật giảng sanh thôi. Nên những người ngoài đời mà nghe con đoạn này nhớ nghe không, thành tâm mà niệm Phật đi, lợi ích rất là lớn. Đó. Chúng ta đến cái cõi này là nhiều đời nhiều kiếp mình tạo nghiệp nhiều quá rồi. Đến cái cõi này là phải trả nợ phần nhiều. Mình bây giờ mình biết tu đỡ đó quý vị. Chứ nhiều người mà bây giờ chúng ta không biết tu, dù là gia đình giàu có, nhưng mà quý vị coi cái cảnh đời khi cuối đời mà chết, quý vị thấy nó qua một đời có người thiệt tình mà nói, nó không có một cái nghĩa lý gì hết quý vị. Cả một đời nó lam lũ cực khổ, tìm kiếm của cải vật chất, gia đình cũng giàu có, cuối cuộc đời chết thấy nó không có một cái nghĩa lý gì hết trơn. Đó. Chúng ta nhìn bao nhiêu người chết, chúng ta để ý đi. Đó. Đi đến chùa những ngày Tết mà nghe nói gì chết chóc không mà chờ. À, nghe vậy đó mà cái tâm mình nó đối với cái thế gian này nó nhẹ bớt đi. Nó nhẹ. Cái người mà đối với thế gian này nó quá nặng đó quý vị. Cuộc đời nó không có an vui đâu. Nghe vậy đó mà chúng ta đâu có buồn khổ gì đâu. Quý vị vô trong đây ăn Tết mấy ngày nay thấy không? Có những người mà người ta ăn Tết mấy ngày nay, người ta đi về, người ta gặp Như Đức, người ta nói nè: Thầy ơi, cảm ơn Thầy nha Thầy. Cuộc đời con mấy chục năm nay là ăn Tết vui nhất đó Thầy ơi. Nó xúc động quý vị à. Người ta nói ăn Tết vui nhất luôn á. Mà trên đây có ăn uống gì đâu mà vui. Chỉ có sống bình thường, vui vẻ và con người thương con người. Vậy đó mà cái mùa Tết nó ý nghĩa vô cùng. Ví dụ như có những người mà chúng ta mà ăn Tết trong chùa năm nay, tự nhiên chúng ta thấy nó ấn tượng. Nó ấn tượng mỗi năm, tự nhiên mình thích vô đây ăn Tết. Tại vì tu cũng có tu, mà vui cũng có vui. Mà cái niềm vui nó nhẹ nhàng trong pháp vị, quý vị thấy nó đặc biệt. Mà cái niềm vui này nó có được là ngay chỗ nào phát xuất ra? Niệm Phật. Ngay cái chỗ niệm Phật phát xuất ra. Mình dưới quê, ngày xưa mình cũng có ông bà lớn lớn tuổi vậy. Hôm qua dưới quê Những Đức lên ba mấy người. Mình gặp mấy người dưới quê mình thấy nó gần gũi vậy. Cái lời nói người ta nó thật thà đặc biệt lắm. Hôm qua gặp bà cô đó. Tính ra Những Đức đi tu chắc mười mấy năm mà. Và đi làm luôn là tính ra thời gian lâu lắm mới gặp lại bà cô này nha. Cô Sáu. Giờ thấy cô ấy lớn tuổi già. Thì dưới quê Những Đức mỗi lần lễ cũng thường đi lên đây. Mà bà cô này bà mới lên đây lần đầu. Thì mình cũng có cái ấn tượng đặc biệt. Gặp những người miền quê hồi xưa còn nhỏ nhỏ, mà bây giờ gặp lại tự nhiên gặp là nhớ liền. Thì có một bà cô ấy dẫn đến Những Đức đang ngồi trên cái bàn buổi chiều. Thì dẫn đến hỏi: Biết cô là ai không con? Những Đức nói: Cô là cô Sáu đúng không? Ờ à, đúng rồi đó. Vậy mà bà ở quê vậy, có chiếc máy người ta đưa tặng, bà nghe. Hôm nay mấy ngày nay cũng mệt lắm, muốn bệnh, nhưng mà chuyến này nhất định phải đi lên đây chuyến cho biết. Vậy đây, vì tặng cho người ta chiếc máy thấy ý nghĩa ghê không? Chắc chắn là cô nghe là cô niệm Phật nhiều. Thấy bây giờ lớn tuổi mà mình vừa gặp cái là mình có ấn tượng đặc biệt lắm nha. Chứ tính ra thời gian cũng lâu lắm, mười mấy năm gặp lại đó. Nên Những Đức nói rằng là mình tặng một chiếc máy nghe pháp cho người, nó thấy nó ý nghĩa. Ý nghĩa dữ lắm đó. Những cái buổi chia sẻ này mà nó cởi mở trong tâm tư của những người mà có khi người ta buồn phiền đó, quý vị. À, những cái câu rất đơn giản
Rồi có những người mà người ta nghe chiếc máy thôi mà người ta không biết mặt mình nha, mà người già ấy vậy, khi họ đến đây cái tự nhiên họ đứng sát bên họ nhìn, họ nói rằng là nghe chiếc máy không mà không biết mặt, nhìn mặt cho biết. Thì những đức nói rồi biết rồi đó, bà cố gắng bà niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc đi, về gặp Phật A Di Đà đặc biệt hơn, thấy không? Nên những người mà thí dụ như mình ở một phương xa nào đó mà người già lớn tuổi đi, mình cầm được chiếc máy có khi nghe cũng tâm đắc lắm, mà trong lòng rất là muốn đi đến đây một lần quý vị. Thôi khỏi, nếu như chúng ta già yếu rồi khỏi có tâm nguyện đó đi, bây giờ thành tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc đi. Nếu về được thế giới cực lạc mà chúng ta gặp ở thế giới cực lạc là đặc biệt. Còn nếu như trẻ mà đi được thì chúng ta có dịp thì đi đến đây để cộng tu. Còn nếu như già yếu rồi khỏi đi, khỏi cái tâm nguyện đi đến đây, chỉ cần chân thật mà niệm Phật nguyện sanh về thế giới cực lạc, chúng ta gặp ở thế giới cực lạc là đặc biệt nhất. Vì ở thế giới cực lạc là không già, không bệnh, không chết. Mình thấy có những người mà mười mấy năm nay không gặp lại mà mình thấy cái sự lão hóa tuổi già, mà mình thấy yếu ớt già cả. Rồi mình thời gian từ từ rồi mình cũng đi vào trạng thái gì đó. Các vị thấy cái thời gian ở cái cõi này đúng là nó vô thường. Từng tớp người mình á còn trẻ, ông bà mình già, rồi ông bà mình mất đi, rồi tới cái lượt tới mình, rồi già, rồi mất đi, rồi tiếp tục, rồi từng đợt tiếp nối mà mất đi. Chúng ta thấy cái cõi này có gì đâu tồn tại vậy. Dù là cái niềm vui gì đi chăng nữa nó cũng không tồn tại, nên chúng ta phải biết tu, phải có một phương hướng đi, mà đi đâu là an toàn nhất, niệm Phật đi về thế giới cực lạc. Nó phải có một phương hướng gì đó quý vị. Thí dụ như quý vị coi mà nhiều chùa nhưng mà ngày Tết vậy mà nói mà ngồi chùa mà ngồi tu đông gì, mà ngồi tu mỗi ngày lễ Phật bốn thờ gì, quý vị nghĩ chắc cũng hiếm có lắm quý vị. Hiếm lắm á. Không có những ngôi chùa thì người ta đến cũng đông lắm, nhưng mà người ta xá Phật, người ta lễ Phật, người ta đi mất tiêu. Nhưng mà nói kiếm một cái hội chúng này mà ngồi tu, quý vị coi đông kìa, ngồi đông vậy đó mà ngồi tu niệm Phật gì đặc biệt lắm. Thật sự mà nói, dù là quý vị đi đến đây không cúng dường một cắt bạc nào nghe, nhưng mà tập trung về đây mà niệm Phật mà đông người gì, rồi đây là đại cúng dường cho ngôi Tam Bảo đó. Đây là y giáo tu hành cúng dường. Trong khi những ngày Tết đúng ra đi chỗ này chỗ kia chơi, vậy mà ta đi đến đây người ta tu được một ngày một bữa. Nó quê những đức từ với quê những đức đi lên đây cũng bỏ thời gian dài đi đến đây, ngồi xe cũng mệt mỏi, người già cũng tội nghiệp lắm chứ. Vậy mà ta đi đến đây người ta tu một ngày, rồi xong có chiều người ta về. Từ nơi đó quý vị biết rằng là cái công đức niệm Phật cùng với đại chúng này nó lớn lắm nè. Chư tổ sư nói rằng là dù cho là một ngày bạn kiếm được nhiều tiền, nhưng không bằng là bạn ở trong một đạo tràng gì mà niệm Phật 5-10 phút nữa. Mình thì có khi mình chưa đủ lòng tin, nhưng mà những đức tin lắm quý vị à. Tin lắm á. Một ngôi chùa đông người như vậy mà một ngày quý vị coi khách mà nầm nộp người ta ghé nghe. Mà có khi người ta vào trong nhà ăn là xuyên suốt ăn cơm, rồi mình phải bố trí nhân lực của mình làm đãi cơm cả ngày. Vậy mà cái kho gạo không giật nha quý vị. Cái kho gạo nó không giật xuống á. Rồi bánh kẹo dưa hấu mà cắt hoài luôn đó quý vị. Có nghĩa là dưa hấu mà ăn suốt từ bữa, hình như là 23-24 gì tới giờ. Người ta cũng mấy tấn vậy ta. Người xong ăn dưa mớ sắp sửa hết, thì có cái cô kia, cô nói rằng thầy ơi, trưa nay con chở lên mấy tấn dưa hấu nữa nghe thầy. Là tiếp tục cái loại dưa hấu bự nè quý vị, là ăn tới bữa nay chưa hết á, mà đòn đến tấp nập mà cứ cắt ra đưa cho người ta ăn. Rồi bánh kẹo cứ là đưa ra cho người ta ăn, vậy mà không hết nghe. Tự nhiên sắp sửa hết cái có người ta đem bánh đến. Thí dụ như ngày nay nấu cơm tấn gạo đi, tự nhiên ngày nay ta cúng hơn tấn. Nó cứ là nó đem vô vậy đó mà không hết. Quý vị nghĩ đi, đông người về mà ăn không có hết nghe. Thì quý vị tin rằng Phật dạy càng bố thí càng nhiều quý vị ơi. Rõ ràng
Thí dụ như bây giờ mình bố thí tiền thì mình không có thiếu tiền. Có những người nói trời ơi, con mấy năm nay bố thí quá trời luôn, mình sao con có thấy tiền gì đâu thầy. Cũng có nữa lại bị biết sao, là vì trong mạng của mình nó âm nhiều quá, nó âm của nhiều đời nhiều kiếp, là nó không có cái vốn trong mạng nó, mà nó còn bị giật, còn thiếu nhiều quá. Mà đời này mới có tu thôi, nó chưa có nổi lên được, giống như cái ly này nó to quá, cái bị chế có chút xíu nước nó chưa ăn thua gì chứ. Phải siêng năng kiên trì mà chế nước từ từ thì cái ly này sẽ có nước á. Còn có những người bây giờ trong mạng người ta nó đã có sẵn rồi, tự nhiên người ta tu thêm cái nữa là tức khắc là nó có ra cái quả liền luôn của đời này. Nên quý vị phải nhớ rằng làm thiện nhất định sẽ gặp thiện, làm ác nhất định sẽ gặp ác. Chính những đức trong chùa, những đức thấy rõ ràng là bây giờ trong mạng những đức là nó có sẵn nè. Tiếp tục những đức tu là nó có ào ạt, mỗi năm nó càng nhiều. Nó không có thiếu mà nó càng nhiều. Mình tin 100% là mình bố thí tiền là sẽ có tiền. Mình phóng sanh là nhất định mình sẽ có sức khỏe. Còn nếu mình ban tặng cho người ta niềm vui, nụ cười bằng pháp vị thì nhất định là mình có nụ cười và pháp vị. Chính những đức cả ngày sống vui là vì sao? Vì ngày nào những đứa cũng thuyết pháp, xuống dưới nhà ăn nấu ăn, nhưng mà những người bên cạnh những đứa nấu ăn cùng với những đứa họ không có mệt, vì những đứa rất là vui. Có nghĩa là những đứa làm việc cùng với họ, những đứa rất là vui vẻ. Khi cái niềm vui của mình nó gian chứa tự nhiên á, nó làm những người bên cạnh mình cũng vui nữa. Nên quý vị là người niệm Phật mà có nội tâm an lạc đó nghe, người thân bên cạnh mình sẽ hưởng được niềm vui ké. Quý vị mỗi ngày là bố thí niềm vui, làm gì quý vị khổ đó. Nên gieo nhân gì thì gặt quả báo nấy à. Một đoạn chư tổ dạy mình nè, những việc thiện thù thắng nè. Mà chùa mình, quý vị về đây ăn Tết quý vị thấy ngày nào cũng bóng xanh nha. Mà cái sự tu hành mà Đại Lão Hòa Thượng Chí Tịnh là một vị mà đại đức trong nhà Phật. Khi người mà đến gặp Đại Lão Hòa Thượng Chí Tịnh, ngài không có nói nhiều đâu. Ngài hỏi ăn chay chưa? Dạ con ăn chay rồi. Con biết niệm Phật không? Dạ biết. Cố gắng ăn chay niệm Phật nghe con, rồi về đi. Nhiều thôi đó. Nó có nghĩa là tu hành là tập từ chỗ này thôi để đi vào Phật pháp. Thì có một đoạn chư tổ dạy nè: việc thiện lớn nhất là chuộc mạng phóng sinh. Vì thế muốn tu điều thiện trước phải lo chuộc mạng phóng sinh. Ăn chay và phóng sinh là hai bài tập quan trọng nhất của người tu Phật. Nên mình biết tu phải tập ăn chay, tập từ từ ăn chay. Những đức thời gian ăn chay hơn 10 năm nay, quý vị biết những đức bây giờ 68 kg, lên ký rồi đó quý vị. Mình lùng ẻn mà chừng 70 kg là nhìn chắc lũi. Từ nào đó thì biết rằng là ăn chay mà mập có bụng. Ngày xưa ngoài đời uống bia mà cái bụng đâu có bự như cái bụng bây giờ đâu, mà giờ ăn đồ hủ luộc chấm hủ tiêu mà có cái bụng đó. Thì biết sao mà bây giờ ăn đồ hủ luộc chấm hủ tiêu mà có bụng không? Tại vì mỗi ngày mình vui vẻ khoan dung tha thứ thì cái bụng mình nó to lên, là cái bụng dung chứa nhiều người, nó rộng lớn cái tâm lượng, thì cái bụng tự nhiên ăn chay niệm Phật nó cũng mập, cũng tròn trịa nữa đó. Nên chư tổ dạy là ăn chay, khi mà mình biết tu phải tập. Có những người mà nghe mình nói chuyện tự nhiên họ phát ra mà ăn chay, mà ăn chay đi về nhà ăn được thời gian, bắt đầu gặp bạn bè nó nói trời ơi đi làm mà ăn chay sao làm nổi. Mà do là trong tâm của mình nó không có giữ được cái tâm chắc chắn, cuối cùng cũng muốn ăn mặn, nhưng mà ngại bây giờ là mình ăn chay rồi mà tự nhiên đi ăn mặn thì kỳ quá. Tự nhiên trong gia đình lúc đó họ chim vô vài câu nữa: thôi làm cực khổ mà ăn chay sao mà làm nổi, thôi tháng ăn 10 ngày thôi, còn 20 ngày ăn mặn. Thì bắt đầu mình trong lòng muốn ăn mặn lại, mà nghe nói vậy thì thôi, gia đình nói vậy thì thôi tôi cũng chiều gia đình.
20 ngày. Còn 10 ngày ăn chay. 10 ngày ăn chay cái đầu khi gặp đám tiệc cái nói hôm nay có đám tiệc cũng khó từ chối quá. Thôi cho con bữa nay xí xó ăn mặn bữa. Rồi 10 ngày bây giờ còn có 9 ngày à. Rồi từ từ 9 ngày giảm cái còn thôi thôi con. Công việc ngoài đời cũng bận biểu quá thôi. Mỗi tháng ăn chay 2 ngày. Nó từ ăn chay luôn rồi từ từ nó sụt còn 10 ngày rồi từ từ còn có 2 ngày từ từ bỏ luôn. Đó là do cái tâm của mình nó không được bồi dưỡng. Quý vị biết rằng Phật dạy rằng tu hành mà không ăn chay được là khó phát tâm từ bi lắm. Tại vì mình còn ăn thịt chúng sanh là khó phát tâm từ bi vô cùng. Nên Đại Lão Hòa Thượng Chí Tịnh ngày hỏi ăn chay chưa, niệm Phật được chưa? Được rồi, vậy thì cố gắng mà làm ăn chay niệm Phật, rồi từ từ tự nhiên sẽ phát tâm từ bi à. Đó, nên chùa mình quý vị thấy buổi 8-9 giờ bắt đầu là phóng sanh. Trong dịp Tết này quý vị về đây tu ấy, đều là được dự lễ phóng sanh, được niệm Phật. Rồi nghe gì mình về mình tập ăn chay từ từ mà quyết tâm ăn chay trường. Những đức ngày xưa gặp Phật Pháp đó nghe quý vị, không có ăn chay mà tháng mấy ngày gì đâu. Vừa biết Phật Pháp một thời gian ngắn thôi mà lúc đó những đức còn nấu đồ ăn mặn á. Vậy đó mà những đức phát tâm ăn chay một lần một luôn là tới bây giờ luôn á. Là ăn luôn quý vị. Những đức thấy ăn chay có lợi ích lớn. Tính tình của mình nó dịu tâm, ít sân hận. So sánh hồi xưa ăn mặn mà bây giờ ăn chay, bây giờ dịu tâm lắm, ít nóng giận. Ngày xưa ăn mặn nóng giận lắm, khó chịu. Từ nào đó mà ăn chay lợi ích lớn. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không này nói rằng tôi nè, ăn chay 40-50 năm nay nè, tôi nè sức khỏe tốt vô cùng. Nên ăn chay lợi ích lớn lắm. Quý vị biết tu nên tập ăn chay đi, lợi ích rất là lớn. Đó. Chùa mình ăn chay cũng đơn giản thôi. Nói đơn giản vậy chứ chùa mình có nhiều người ta đến đây người ta ăn cơm, ta nói công nhận đây nấu đồ ăn ngon thiệt nha. Có nhiều người ta nói vậy đó. Mà mình ở đây thì mình ăn mình thấy nó đơn giản, tại vì mình ăn quen bình thường vậy thôi. Đó, giống như cái món mà sườn chay của những đức viên á. Chùa mình thì ít ăn đó. Vậy mà người ta đến đây thích ăn cái món sườn chay đó lắm á. Nhất là nít nó thích ăn lắm. Nên các cô mà phục vụ trong bếp á, thấy con nít đến á, múc ra tô cho tụi nó vài miếng nó ăn. Tập mấy đứa nhỏ nó ăn chay. Nên á, từ nơi cái tâm mình sống trong ngôi tam bảo mà mình mở rộng cái tâm lượng mình ra. Nên cái người về đây quý vị thấy rằng là vui. Thí dụ như về đây ăn Tết quý vị thấy điều tiếc không? Thờ khóa quý vị tu được. Rồi xong á, buổi chiều thì sinh hoạt chút vậy đó, ít gì cũng cười ha, cười vui vẻ. Tự nhiên vô đây tu được mà cũng có niềm vui của mùa xuân nữa. Còn gặp mà mấy ngày Tết này nói thôi niệm Phật là thù thắng nhất rồi. Vui làm chi, không có vui chơi lo niệm Phật thôi. Vậy đó mà ở đây chưa có lâu là tự nhiên á, tính vô đây tu 4 ngày vậy đó mà tu có 2 ngày mắc dép đó. Thì gì đó, nó mỗi ngày gì đâu mà cứ lên niệm Phật hoài, tu nhiều quá chịu không nổi. Thấy không? Nên những đức điều tiết cái thờ khóa lại khỏi tụng kinh, tu ít lại một chút, thấy chưa? Tự nhiên người ta, có nhiều người ta nói con định ở 3 ngày đó thầy, thôi cho con đăng ký thêm 3 ngày nữa đi. Vì thấy ngon chưa? Tu thèm đó. Nó tu thờ khóa gọn hơn. Chiều bắt đầu là phải điều tiết làm sao mà sinh hoạt đồ này kia đồ. Hồi tối múa lăn đồ ha không? Vui vẻ đồ. Trong chùa mà. Không chùa mình, chương trình chùa mình là chương trình gặn gũi đó quý vị. Nó không có ca sĩ gì hát ca đâu. Mà người trong chùa quý vị thấy không? Có nhiều cô trong chùa mình mà giả mặt giả mày thấy chứ. Sáng nay bà đi nấu ăn rồi đó. Nó coi có bà nào ở đây không? Nấu ăn ở dưới kịch liệt chứ. Tại đông người mà mấy bà mấy ngày Tết mới nấu ăn. Nghe gì bà dưới bà đang bưng đồ ăn mà miệng cười. Thầy nói đến mình. Thấy không? Nghĩa là đang phục vụ dưới mà đang cười, đang vui. Đang phục vụ dưới á. Chứ gặp mà trong lòng mà không vui rồi quý vị ở dưới mà nấu đồ ăn á. Nói hay lắm, xuống này làm đi. Kiểu như mà trên đây thì mình kêu người ta về tu á, kêu người ta về đông đông tu, rồi mấy bà với bà nấu ăn cực á. Kiểu nói thẳng thì không dám nói đâu, người đàn bà ưa vậy lắm. Nó thẳng không dám nói đâu. Vậy đó mà khi mà trong bếp á nghe là giống như dặn cá chém thớt vậy đó.
nấu ăn thì cầm sạn cầm đũa đập vô chảo sen sen, nói hay lắm, kêu người về chỗ đông thì cực chết luôn. Đơn giản thôi quý vị à. Nên nó có nghĩa là mấy cổ mà vui được là nó cả một vấn đề, mình đâu có cho người ta cái niềm vui gì đâu, vậy mà chỉ có pháp vị thôi à. Vậy đó mà người ta vui vẻ, người ta phục vụ gương mặt cô nào cô nấy tươi rói. Nghe như vậy rồi mà người ta Phật tử xuống mà gặp mà sân si là quê lắm á nghe. Làm cả ngày luôn, quý vị biết rằng nó phục vụ cả ngày luôn á. Buổi trưa phải điều tiết ban bệ ra đấy mà Phật tử đến lúc nào là lo cơm nước lúc nấy. Mà cơm cả ngày luôn mà nấu hoài luôn vậy. Hôm qua nấu sao có 2 khay cơm bị sống. Là nấu dữ quá. Đó, nên từ nơi đó quý vị biết rằng đem cái tâm phục vụ này nè, nó ý nghĩa nè. Mà nếu mà chân thật mà làm mà vui vẻ rồi, cái pháp vị này tuyệt lắm, đặc biệt lắm. Phật tử người ta về đây người ta vui, mình đem niềm vui mình tặng cho người ta thì mình có niềm vui à. Nó nên Phật tử về đây mà ăn Tết đó, là ấn tượng. Phải điều tiết vậy đó. Nó từ đây tới bữa mùng 6 tối hôm nay mà tu xong tiếp tục sinh hoạt nữa nè. Hoạt hoài luôn, hoặc cho quý vị tiêu nghiệp năm nay, đi về nhà mặn ăn phát đạt, đem tiền vô đây cúng dường chùa. Nên nó thật sự mà nói thì mình nó muốn cho người ta, gia đình người ta vui vẻ sống tốt đẹp, tiếp nhận Phật pháp thôi. Còn cái chuyện mà ngôi Tam Bảo mà chăn thật tu rồi thì nó không có thiếu thốn gì đâu. Việc được ở đây đâu có thiếu thốn gì đâu, nó vật chất cái gì cũng không thiếu. Quý vị chỉ cần chịu về đây niệm Phật là được rồi. Quý vị thấy rằng chùa của mình, quý vị về đây, quý vị cộng tu, quý vị buông chiếc điện thoại, quý vị đặc biệt chưa? Buông chiếc điện thoại là khỏe nhất. Những đức bao nhiêu năm nay không xài điện thoại là khỏe re. Tết nhất mà không có ai gọi cái gì cho những đức hết chứ. Mà ngộ lắm, quý vị, những đức càng tu đạt tiêu chuẩn tới năm nay luôn. Năm ngoái còn hình như là 1-2 cái tin nhắn đối với mấy người hình như là bạn bè ngày xưa tới giờ quá thân nha quý vị. Năm nay là tiệc luôn nè. Có nghĩa là nguyên một mùa Tết luôn, những đức không có nhắn tin một tin nhắn nào cho ai. Mà có nhiều người nhắn tin vô những chiếc điện thoại của mấy chú, nhưng mà những đức đâu có xài điện thoại đâu. Từ nơi đó các chú đọc thì các chú tự đọc thôi. Khi những đức mà không xài điện thoại, những đức thấy đúng là nó, trời, nó tuyệt vời gì đâu. Gặp mà bây giờ mà mình xài điện thoại là hết người này gọi tới người kia gọi là chúc thầy ăn Tết vui vẻ. Có những người này năm mới chúc thầy mặn ăn phát đạt. Trời, tôi mặn ăn phát đạt với mặn ăn cái gì phát đạt trời. Nghĩa là chúc Tết mấy ông thầy mà không biết chúc, kiểu như quen ngoài đời á. Ngoài đời cứ là gặp nhau năm mới vạn sự kiết tường như ý, mặn ăn phát đạt. Ừ, cảm ơn anh chị, chúc năm nay chắc mặn ăn phát đạt lắm. Quen rồi, cuối cùng gặp quý thầy, con chúc thầy mặn ăn phát đạt. Trong bụng mình nói tôi biết tôi làm ăn cái gì phát đạt. Chắc là mấy bà già vô chùa tu nhiều là mặn ăn phát đạt. Thì biết người đến tu nhiều là mặn ăn phát đạt đó. Người vô đây niệm Phật nhiều là phát đạt. Phải nhớ. Chứ quý thầy thì chứ không có kinh doanh làm ăn gì đâu mà phát đạt. Quý thầy mà phát đạt là thua. Phát đạt về tiền thì đạo nó sẽ mắc. Nên chúng ta quý vị thấy chia sẻ gần gũi vô cùng không? Nó gần gũi như một đại gia đình. Buổi sáng tu xong rồi, quý vị biết rằng là ngồi nói chuyện một chút. Vì sao mà trong dịp Tết này mình tu sớm gì mà một chút quý vị được nghỉ sớm? Mà tại sao tu sớm? Vì tu sớm để nghỉ sớm, để quý thầy làm việc gì cần làm trong cái thời gian mà đó đó, quý thầy làm được một chút. Còn nếu tu trễ, những đức nói chuyện cái nữa là tới 6 giờ rồi quý thầy phải lo việc, rồi quý thầy xuống nhà ăn cơm. Phật tử người ta đến bất tử thì không có ai ngoài trước phục vụ, nên phải tu sớm rồi nghỉ sớm. Quý Phật tử thì không có làm gì thì về phòng nằm nghỉ một chút đi, rồi quý thầy mà có việc thì quý thầy đi lo việc của quý thầy, xong xuống nhà ăn miếng cơm trước đi, rồi xong đi ra ngoài trước, đứng ngoài trước đi. Phật tử đoàn đến lúc nào thì phục vụ lúc này, nghĩa là điều tiết thời gian vậy đó, nên mới tu sớm đó. Nó chớ mày ra vô đây mà thức chưa quen đó, mới có 2 giờ 2 giờ rưỡi đang ngủ ngon lành, gặp ở nhà là trời, ngủ giờ cái giờ 2 giờ rưỡi là ngủ đặc biệt lắm á. Không thức gì tu nổi đâu. Vì mà giờ đó nghe keng keng keng, mà kiểu mấy thầy ông gõ viết nó cũng chuyên nghiệp nữa vậy, ông gõ kẽn á.
kèn 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 kèn. À, xong còn ba cái sao ông vuốt thêm cái nữa. Bon bon bon. Có nhiều bà ở đó. Con đang ngủ tự nhiên con nghe gì mà ke con hết hồn tôi đâu có gì tới không mà. Thì biết rằng nhất là nằm kế cái chân điện cũ á, gõ một cái là ai mà còn ngủ người đó cũng là ghê gớm thiệt. Nên nó thì tới trong chùa mình như quân đội vậy đó. Nó nghĩa là buổi sáng là keng keng là biết đi tu. Rồi một chút á quý vị về nằm nghỉ mà quý vị nghe mà keng keng là ăn cơm. Thấy không? Rồi tới cái giờ tiếp tục keng keng là lên chánh điện. Nó rồi lên chánh điện tu xong rồi mà quý vị đi xuống là quý vị nghe keng keng là ăn cơm. Nghĩa là ăn cơm xong rồi quý vị về ngủ nghe. Ngủ xong mà tới giờ mà keng keng là đi tu. Nó đi tu xong rồi tiếp tục là quý vị mà xuống mà vừa cỡ áo chàng quý vị nghe keng 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 ăn cơm. Ngộ vậy đó. Đó quý vị vô đây là quý vị biết thời gian hết trơn à. Nó vô đây là quý vị biết là nó quân đội sống đó là vậy đó, rõ ràng thời gian. Ồ tu dữ lắm nghe, mà giờ mà keng 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 cái chùa mà lực lượng này đó mà giờ đi ăn cơm quý vị thấy cũng vui nữa, đi mà còn hàng người vậy đó. Khi mà cái đường nhỏ xíu đi lắng bởi vì nó vui đặc biệt. Chứ quý vị biết buổi chiều ăn đồ hủ luộc chấm hủ tiêu mà vì sao ăn ngon? Vì cái bà già ngồi kế bên bà ăn ngon lành, ăn theo. Nó rồi một người phải 4 cục, ví dụ như 3 cục 4 cục đồ hủ luộc chấm hủ tiêu đi, trong cái khay của mình miếng rau, miếng canh, miếng đồ hủ luộc chấm hủ tiêu, miếng cơm ăn. Tại vì sao? Phần của mình mà phải cố gắng ăn. Nên đi vô đây mà cộng tu 5 ngày ăn Tết trong đây, tự nhiên về nhà mọi người ta gặp nó nói: ồ, năm nay anh chị sao ăn Tết sao thấy gương mặt tròn trịa quá vậy. Ừ đi tu mà. Vậy đó nghe. Mà cái dịp Tết này mà ở ngoài đời mà ăn Tết đó quý vị, mà đi chơi nhiều với nhậu nhiều đồ, mà đi lao theo những khu du lịch rồi đi chơi rồi vậy mà đi về một cái là vì biết rằng là con mắt thì nó to, cái mặt thì thỏng. Nghĩa là tại vì nó hết năng lượng, mặt nó thỏng, mắt thì ít ngủ quá, chừng trắng vậy đó. Không có giỡn đâu. Vậy mà quý vị ăn Tết ở đây nè, xong quý vị về, quý vị đi làm, quý vị sẽ thấy trời ơi, cái năm nay mình về mình đi làm, mình buôn bán, sao mà gương mặt tươi rói rồi nghe. Về mà cứ gặp người là cứ là cái miệng. Nghĩa là nó pháp vị nó còn âm hưởng ở trong cái dịp Tết, quý vị biết không? Còn gặp mà không đi tu mà ở ngoài đời là bao nhiêu cái chằng cảnh, cái trượt nó làm cho mình hết năng lượng, hết năng lượng. Rồi bắt đầu là tới mùng 7 đi làm rồi đó. Lúc đó trời ơi, nó nhớ lại một năm nay làm mà tiền bạc có mấy ngày Tết sạch nhách hết trơn rồi trời ơi. Cái cảm giác nè, cảm giác này những đức ngày xưa tới mùng 6 lên mà làm đi, vì những đức nhìn cái bếp á. Những đức nói: tao hỏi oi mày quá, cả năm nay làm có mấy ngày Tết về xài hết trơn tiền, bây giờ vô đây bắt lại từ đầu bếp ơi bếp. Lao bếp mà than thở đó quý vị ơi, mà nó ngán, trời nó ngán nặng căng lắm. Nó qua gần một tháng đó quý vị, nó mới trở lại trạng thái chấp nhận thôi, cố gắng làm để mày đừng có than thở nữa, thấy chưa? Ồ, còn quý vị vô đây quý vị ăn Tết nha, tự nhiên quý vị không có xài tiền, không có xài tiền qua cái khoản nào mà nó còn giữ tiền bình thường, mà nó tu được, nó an lạc được á. Từ nơi đó cái pháp vị này tuyệt lắm đó. Nói gì nghe đơn giản thấy chưa, mà quy về cái niềm vui mà có được mà trong ngôi chùa này là cái gì quý vị biết không? Phải biết cái gốc của nó. Còn cái nói nãy giờ là cành lá hoa quả nha, cái gốc của nó bây giờ chúng ta kết luận nè, cái gốc gì thầy? Niệm Phật đó, nhớ đi đứng nằm ngồi niệm Phật là nó sẽ có cành lá hoa quả tươi tốt vui. À, niềm vui ở trong đây có nhiều là nhờ niệm Phật thôi. À, quý vị nghe gì rồi chúng ta nhớ phải nắm câu Phật hiệu này cho chắc, dù người ở đâu đi chăng nữa cũng phải cố gắng niệm Phật. Và khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha. Dạ A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không
cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.